Để bắt đầu xây dựng nội dung trên fanpage thì các bạn phải hiểu rõ định nghĩa của nó. À, vậy Facebook content là gì? Content hay còn gọi là nội dung, theo đại từ điển tiếng Việt, được định nghĩa là cái ẩn chứa bên trong, hình thức là bản chất của sự vật sự việc. Những câu chuyện mà các bạn dùng âm nhạc, hình ảnh, chuyển động, âm thanh để truyền tải một cách thuyết phục và hấp dẫn nhất, đó chính là nội dung. Vậy Facebook content là gì?